Như Vi nhìn nó là Vi thấy là tụi nó sẽ nói với Vi là mày có mày đặt xí soạn sử dụng cái chai nước tẩy trang gì đi nữa thì cũng phải quay lại sử dụng tụi tao, nên là lúc nào tụi tao cũng sẽ ở đây chờ mày quay đầu. Vi quay xe. Ồ, alo alo, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Vi. Yeah, và những cái title bên dưới thì video clip này Vi sẽ chia sẻ cho các bạn những cái sản phẩm mà Vi thường xuyên mua đi mua lại cho đến tận bây giờ vẫn mua thường xuyên, giống như là bị dính ngãi rồi mọi người, của hãng La Roche-Posay. Yeah, và giống như Vi để ý là dù có vòng đi vòng lại mua cái này cái kia xài thì Vi cũng phải quay lại để mua những cái sản phẩm của La Roche-Posay này cho bằng được. Và hầu như là cái tủ skincare của Vi thì lúc nào cũng có những cái sản phẩm này từ thương hiệu La Roche-Posay. Nhiều khi mình không sử dụng mà mình chỉ nhìn thấy nó thôi là cái tâm lý mình nó bị yên tâm á mọi người. Ờ chứ vậy thôi à. Vậy thì lý do gì mà Vi lại phải mua đi mua lại những cái sản phẩm này của La Roche-Posay? Thì mọi người hãy đừng quên xem hết video clip này nha. À, và có một điều đặc biệt nữa là trong video clip này sẽ có rất là nhiều deal hot từ hãng La Roche-Posay mà Vi đã xin được cho các bạn follow của Vi. Và tất cả những cái deal hot về giá như quà tặng thì Vi sẽ để bên dưới phần description box, phần mô tả. Đầu tiên là Micellar Water của La Roche-Posay với hai cái phiên bản La Roche-Posay Effect L và La Roche-Posay Ultra Sensitive Skin. Thì bên tay phải Vi là cái phiên bản Effect L dành cho da dầu mụn, và bên tay trái là cái phiên bản dành cho những cái làn da mà nhạy cảm. Có thể nói là La Roche-Posay là một trong những cái dòng Micellar Water nước tẩy trang mà Vi gắn bó cho đến bây giờ lâu nhất. Từ lúc mà da mặt Vi bị bùn kem trộn, thì sau khi bùn kem trộn thì Vi có chia sẻ trên YouTube của Vi là Vi đã bị kích ứng với một cái sản phẩm nước tẩy trang khác. Thì sau cái đợt bị kích ứng đó thì mình bị ráng với nước tẩy trang luôn mọi người. Tại vì trong cái khoảng thời gian tâm lý mình đang chữa trị kem trộn mà còn bị kích ứng với nước tẩy trang nữa thì trời ơi, cái da mình nó băng lú mọi người, thật sự đúng nghĩa là băng. Hay là sau khi mà mình bị kích ứng cái đợt đó xong là mình ráng, mình phải lựa chọn một cách cẩn thận, rất là cẩn thận, và mình tìm đến La Roche-Posay. Và lúc đó thì mình được một người bạn giới thiệu La Roche-Posay, thương hiệu dược mỹ phẩm của Pháp này, và mình đã tìm để mình sử dụng. Thì thật sự cái phiên bản Effect L màu xanh này là cái phiên bản mình sử dụng nhiều nhất, tại vì da mình nó thuộc tiếp da dầu của mọi người, rất là ổn, nó rất sử dụng rất là phê và rất là sạch luôn. Đối với màu xanh dòng Effect L này thiên cho da dầu nên là sẽ có cái thành phần zinc BCA là cái thành phần kẽm. Cái thành phần kẽm sẽ làm cái nhiệm vụ là hỗ trợ giảm tiết bã nhờn, và sau khi mọi người dùng xong hai cái sản phẩm này thì da của mọi người hoàn toàn không có hề bị khô căng. Tại vì ngoài những cái thành phần làm sạch ra thì trong cái sản phẩm này còn có cái glycerin là một cái thành phần dưỡng ẩm đó. Thì nhờ như vậy mà da sau khi sử dụng á vừa sạch nè mà vừa không có bị khô căng kích cái da nữa. Vì sử dụng cả hai cái phiên bản Effect L và Ultra Sensitive màu xanh và cả màu trắng này thì cái khả năng làm sạch nó rất là tốt, kể cả những cái lớp mascara cũng như là những cái son lì thì nó cũng rất là ok. Trong cái sản phẩm Micellar Water nước tẩy trang của La Roche-Posay thì không chứa cồn, không chứa xà phòng, không chứa paraben, nhưng mà có chứa hương liệu nằm ở phía cuối bảng nha mọi người. Nên là khi mà ai bị nhạy cảm với hương liệu thì phải cân nhắc với lại vấn đề này. Còn da Vi thì da Vi rất là vô tư, là không có bị kích ứng với hương liệu lắm. Nhưng mà thật sự là hai em này, hai cái phiên bản này của La Roche-Posay dòng nước tẩy trang đã quá nổi tiếng rồi, và hầu như là không có gì để chê luôn mọi người. Không kích ứng với da của một ai luôn, mặc dù là mang tiếng có hương liệu nhưng mà da vẫn rất là ok. Trong cái sản phẩm La Roche-Posay này đã được điều lượng một cách rất là ổn định rồi, cái mùi nó không có quá nồng và không có khó chịu, không có làm ảnh hưởng cũng như kích ứng da gì của mọi người hết. Đối với Vi thì hai cái em Micellar Water này của La Roche-Posay thuộc về chuyện tâm linh không thể nào giải thích được. Vì mọi người biết không, trong cái toilet của Vi á, dù có thay đổi nước tẩy trang gì nữa thì đúng cái vị trí đó là cái vị trí chỉ dành cho cái nước tẩy trang La Roche-Posay, giống như là có một cái góc để riêng cho hai cái chai nước tẩy trang La Roche-Posay này luôn á mọi người. Mặc dù là không biết có xài hay không nhưng mà lúc nào cũng sẽ có ở trong cái góc đó và trong cái toilet đó. Hứa với mọi người luôn, không hai chai thì cũng có một chai, không xanh thì cũng trắng, giống như là thuộc về chuyện tâm linh luôn á. Giống như Vi nhìn nó là Vi thấy là tụi nó sẽ nói với Vi là mày có mày đặt xí soạn sử dụng cái chai nước tẩy trang gì đi nữa thì cũng phải quay lại sử dụng tụi tao, nên là lúc nào tụi tao cũng sẽ ở đây chờ mày quay đầu. Vi quay xe.
Nhân dịp thì La Roche-Posay đang có một cái đợt sale, có những cái deal giá rất là hấp dẫn. Và quan trọng là khi mua Micellar Water, tẩy trang La Roche-Posay sẽ được tặng rất là nhiều quà. Vi sẽ pop up ở đây những cái hình quà tặng. Đó, mọi người thấy không? Rất là nhiều quà tặng luôn. Và Vi sẽ để tất cả link bên dưới phần description box cho mọi người check hàng. Tiếp theo là hai cái sản phẩm B5 của La Roche-Posay rất là đình đám, là dạng cream và dạng gel. CK Plus Palmer B5 và CK Plus Gel B5. Thật ra mọi người, khi mà Vi sử dụng đầu tiên là Vi sử dụng cái B5 dạng cream của La Roche-Posay, tại vì á ban đầu á cái dạng gel á La Roche-Posay release cho sản xuất sau cái em B5 dạng cream này. Thì khi mà mọi người sử dụng dạng cream á, đối với da khô thì ok, nhưng mà đối với da dầu á thì mọi người cần phải hạn chế các lớp skin care trước đó lại, cũng như là khi mà cái làn da dầu sử dụng thì chỉ nên sử dụng một buổi tối thôi. Cả hai dạng cream và dạng gel này á thì không những có cái thành phần B5 mà còn có cái metacasosid, đó là một cái thành phần rau má. Thì cái sản phẩm này sẽ đánh vào cái vấn đề chính là làm giảm kích ứng, làm dịu da, giảm đỏ, giảm những cái tổn thương cho da, đặc biệt là sau khi mà laser hoặc là lăn kim xong. Thật ra đối với dạng cream thì mọi người sử dụng á nó hơi cực một chút xíu, tại vì trong cái sản phẩm á nó có cái thành phần titanium dioxide, một cái thành phần mà tạo một cái lớp màng trắng và thường có trong các loại kem chống nắng mọi người. Nên là khi mà tối mọi người sử dụng á, sáng hôm sau á mọi người phải sử dụng tẩy trang, hoặc là ban ngày mọi người sử dụng thì tối về mọi người cũng vẫn phải nên sử dụng tẩy trang để cho nó ra cái lớp màng trắng ở trên da của mọi người, để tránh trường hợp là bích tắc lỗ chân lông. Thực chất có review một điều thực tế như thế này, là cái B5 La Roche-Posay này chỉ đánh vào những cái vấn đề là như Vi nói ở trên, là làm giảm những cái tổn thương, làm giảm đỏ, làm dịu những cái kích ứng thôi. Còn khi á mọi người kết hợp sử dụng những cái treatment, những cái sản phẩm skin care đặc trị và vấn đề thâm khác thì nó mới phát huy công dụng hiệu quả được. Và thật sự mà nói thì mặc dù da Vi là da dầu, nhưng mà Vi lại thường mua dạng cream này nhiều hơn dạng gel mọi người. Tại vì thay vì Vi pick up dạng gel á thì Vi sẽ xài thẳng những cái dạng serum khác, Vi sẽ thích hơn. Còn những ngày trở trời như những ngày mưa vừa rồi á thì Vi sẽ sử dụng thẳng dạng cream luôn, mà không cần á phải bôi thêm những cái kem dưỡng ẩm khác. Ok, thì đó là bốn sản phẩm của La Roche-Posay mà Vi thường xuyên mua đi mua lại, vòng tới vòng lui suốt gần 2 năm vừa qua. Thật sự luôn là có giống như là cái chai nước tẩy trang này, Vi cũng không hiểu lý do tại sao mà Vi phải mua đi mua lại thường xuyên, giống như cảm giác mình an tâm như ban đầu Vi nói á. Đó, thì tất cả những cái sản phẩm của La Roche-Posay trong cái video clip mà nãy giờ Vi review á đều đang có những cái deal rất là tốt. Bên cạnh những cái deal tốt thì mọi người còn được tặng quà khi pick up những cái sản phẩm này từ La Roche-Posay nữa. Trời ơi, xin mãi mới được đó mọi người ơi. Nên là tất cả những cái thông tin cũng như là những cái deal hot, quà tặng từ La Roche-Posay mà Vi đã xin được cho mọi người, tất cả sẽ để bên dưới phần description box, phần mô tả. Mọi người có thể xuống bên dưới phần mô tả và mọi người check hàng. Nhớ là xuống bên dưới phần mô tả để check, tại vì thật sự là La Roche-Posay lâu lâu mới có những cái deal cũng như là những cái quà tặng nhiều dành riêng cho follower của Vi đến như vậy. Nên là mọi người hãy thật là nhanh tay hen. Ok, và nếu mọi người thích video clip này thì hãy đừng quên cho Vi một like cũng như là một subscribe đăng ký channel của Vi bên dưới. Nếu mọi người muốn Vi xin nhiều cái deal hơn nữa của La Roche-Posay hay là những cái hãng khác thì hãy comment bên dưới cho Vi biết nha. Và chắc chắn là chúng ta sẽ gặp lại nhau trong video clip tiếp theo rồi. Bây giờ thì bye bye mọi người và see you next video. Khoan, sau khi tắt video clip xong thì mới nhớ là video clip này còn sẽ có thêm phần giveaway. Vi sẽ dành tặng 5 tip CK Plus B5 của La Roche-Posay dành cho 5 bạn may mắn trúng giveaway lần này. Thể lệ giveaway Vi sẽ để bên dưới phần description box, phần mô tả, cũng như là pin vào phần comment bình luận bên dưới. Mọi người xuống dưới phần mô tả và phần bình luận để tham gia giveaway nha. Bây giờ thì mới chính thức là say goodbye mọi người nè. See you next video.